Các bạn ha, hôm nay thì tôi sẽ demo lại cái bài lab 4 vừa rồi ha, để cho các bạn tiếp tục có kiến thức để mình ôn tập nha. Thì cái trang này, cái bài này các bạn thấy nó không có kích thước nè. Ở đây tôi sẽ mở ra một cái trang mới nha, new. Rồi, ở trong cái trang new này thì các bạn vẫn chọn tôi là cái tab và web, nhưng mà ở đây các bạn chọn cho tôi cái ô đầu tiên nè, web most common. Các bạn nào mà không có cái này, giống như những cái bạn mà CS6, thì các bạn chú ý độ phân giải của nó đây, 1366 nhân 768 ha, và mình để cái khổ giấy là ngang. Rồi, tạo. Rồi, việc đầu tiên là các bạn bỏ cái hình cái cỏ vào trước nha. Đây, để tôi lấy cái hình đó ra. Rồi, ok các bạn. Chúng ta làm màu sắc độ tương phản đâu cho nó đẹp chút xíu nha. Vào image. Các bạn chọn adjustment brightness contrast ha. Tăng sáng tối và độ tương phản lên ví dụ như 30 nè, rồi độ tương phản là 20, ví dụ vậy. Rồi, ok. Sau đó các bạn vào tiếp tục image adjustment, mình chọn là Hue saturation là cái độ rực của màu nha. Đây, saturation này. Tăng lên ví dụ 30. Rồi sau đó bấm ok. Rồi chỗ này tôi mở rộng thêm chút xíu nè các bạn. Mình chỉnh cho màu cỏ nó xanh hơn chút, ví dụ vậy nha. Các bạn vào image ha, các bạn chọn color blend. Thì ở đây chúng ta có cái chữ ring nè, các bạn thấy không? Cái kênh nè, cái đây nó dãy màu nè, các bạn kéo nó lên xíu. Nè, kéo lên chút xíu nha. Ví dụ như 50 là cho nó xanh hơn chút nè. Giờ tôi bật tắt review xem nha. Đó, nó xanh hơn chút ha. Rồi mình bấm ok vậy đi. Rồi sau đó các bạn mới lôi cái hình này qua nha. À, rồi tôi tắt nó đi. No. Rồi lôi qua rồi. Chúng ta canh chỉnh lại cho đẹp bằng những cái lệnh là like ha. Đây, công cụ like. Cầm trong tay nè. Kéo hình nhỏ vô cho nó fit với cái hạt bo của mình rồi. Ok. Tiếp theo nữa là các bạn đánh test cho nó. Chúng ta cần một cái test. Thì ở đây các bạn chọn cái phông chữ nó đừng có rườm rà quá nha. Đây, công cụ ở đây. Đây là cái phông của tôi nè, Montserrat. Thì chức năng của tôi để nó là extra bold, là độ dày á. Rồi, tùy cái phông chữ nha các bạn. Tôi đánh chữ grass. Ok. Rồi bây giờ tôi mới transform nó đây, cho nó to ra chút xíu. Rồi, canh chỉnh nha. Đó, canh chỉnh bằng công cụ align cỡ này ha. Rồi, bây giờ chúng ta copy thêm một cái chữ nữa, Alt kéo xuống nè. Các bạn nhìn bên cái laser nó sẽ xuất hiện chữ copy ha. Rồi, mày tôi đánh theo cái chữ của cái bài mình luôn nha các bạn. Tôi phải copy ra để tôi transform cho nó dễ nè. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ chọn hai cái này. Đây, cho tách ra chút. Mình chọn hai cái chữ này, hai cái laser chữ này các bạn. Mình biến nó thành Smart Object nha. Phải chuột. Convert to Smart Object. Rồi ok, mình cho cái laser này nó nằm ở dưới cái laser cỏ nha các bạn. Rồi. Lấy vùng chọn nó, Control trái chuột. Sau đó bạn chọn cái laser cỏ, bấm Laser Mask nè. Xong. Rồi chúng ta tới cái bước chúng ta làm cọ cho nó ha. Các bạn mở một cái trang mới, new document. Kích thước là 200 pixel nhân 200 pixel hình vuông ha. Rồi tạo. Rồi ở đây chúng ta zoom lên một chút, rồi chúng ta vẽ dùng công cụ pen nè. Ta vẽ cái hình cái lá cỏ nha các bạn. Vẽ hình cái lá cỏ. Đó, các bạn zoom ra zoom vô sao cho nó dễ vẽ ra được. Đây, tôi vẽ cái hình lá cỏ như vậy. Rồi, phải chuột vào, các bạn bấm fill path nè, rồi chọn màu là foreground là màu ở trên, màu đen ha. Sau đó bấm ok, nhớ xem kỹ cái thông số này, normal và opacity 100%. Bấm ok, bấm nút delete để chúng ta xóa đi những cái đường cái đường path xanh xanh nè. Bấm delete nha. Rồi ok, giờ chúng ta nhiệm vụ chúng ta xoay hướng nó, copy nó ra, xoay nhiều hướng. Còn trong tay xoay nè.
nhớ đừng có để nó mất hình nha các bạn. Rồi xoay nó đây, ví dụ tôi được xoay kiểu này nó mất hình thì mình scale nó vô nha. Rồi dù vậy đi, rồi ok tiếp tục alt copy ra cần con tay xoay hướng này kéo xuống, đây là nó bị mất hình này nè, cho nó nhỏ vô nè đó, đừng để mất hình ha, xoay theo hướng nào đó cũng được. Rồi ví dụ hướng này đi, rồi tôi bấm tiếp alt tạo ra cần tròn tay, các bạn cứ quay những cái hướng nó thật là khác nhau rõ ràng, chỗ này nhỏ lại nè đó, nhớ đừng mất hình nha, tôi nhắc rồi đó. Rồi tiếp tục alt kéo ra cần tròn tay nhỏ lại trước cũng được để xoay. À, ví dụ vậy đi các bạn. Rồi đó, dù tôi tạo một cái cỏ như thế này nè đó, nó rất là nhiều hướng ha. Rồi sau đó các bạn bấm vào edit, các bạn bấm vào cho tôi, xin lỗi các bạn là do cái bài thực hành nó đã tạo mẫu cỏ rồi nên tôi delete cái này đi trước nha. Đây delete, bây giờ tôi mới tạo cái này cho nó đừng có bị trùng ha. Rồi bây giờ các bạn vào edit, chúng ta bấm define brush preset nha, cái define button là tạo mẫu tô rồi, bây giờ chúng ta tạo mẫu cọ đây, bấm bấm ok ha. Rồi sau khi bấm xong rồi tạo mẫu cọ xong, các bạn bấm Windows, chúng ta chọn là brush setting, đây check vào cái ô này cho tôi shape dynamic và bấm vào nó, các bạn set up theo thứ tự ha. Ở đây mình kéo hết luôn rồi. Ô thứ hai các bạn kéo nè, khỏi kéo nha, ô thứ hai khỏi kéo, ô số 3 kéo hết, ô số 4 kéo hết, các bạn nhìn cái hình rồi đó. Rồi vậy là xong, chúng ta delete cái này đi cũng được nha. No. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra cái cọ mình luôn, chỗ này 190 nè các bạn, công cụ cọ nè, B bò ha, chúng ta giảm nó xuống còn 50 trước đi, ok để lát khỏi mất công ha. Rồi chúng ta chọn cái vùng chọn trong cái mặt nạ nè, click vô lấy, bấm lasso tool phải chuột vô max quad path nha, để lấy cái vùng cái đường path á, và cái chỉ số của nó là chúng ta cho nó là 1 ha. Rồi sau đó chọn công cụ là pen tool phải chuột stroke path bằng brush, tích vào cái ô simulate ratio nha các bạn, bấm ok rồi 50 đẹp rồi đó. Sau đó bấm nút delete để xóa cái đường path đi đó, đẹp rồi đó các bạn, thấy 50 là cũng đẹp ha. Thôi giờ mình giảm lại chút xíu đi, ok giờ tôi giảm lại một chút nữa nha, thử rồi sao. Rồi tôi để 43 thôi, rồi xong. Chọn công cụ Ben nè, phải chuột chúng ta bấm Stroke Path rồi y chang vậy, bấm ok rồi sau đó bấm nút delete. Rồi 43 tôi thấy đẹp á, rồi ok 43. Sau đó các bạn làm cho nó nổi lên ha, bằng cách các bạn vào FX, chúng ta chọn là Bevel Emboss nha, đây đó các bạn thấy nó nổi lên vậy là đẹp rồi nè. Thì cái thông số này tôi nhắc lại ha, chúng ta chọn là Inner Bevel, chọn là cái thử smooth đi, smooth thì cũng được, nào smooth thì nó đây tôi để không nè, smooth cũng được nha các bạn, tùy cái này tôi nói rồi, đừng có ngại cái việc là phải số này số kia, miễn sao thấy hợp lý là được đó, ví dụ vậy đi, up down gì đó thoải mái. Rồi ok tôi để thông số này luôn ha, các bạn nào thích thì cố gắng nhìn cái thông số này nè, nó các bạn làm y chang vậy, nó sẽ ra giống y chang của tôi nè, nó nhìn y chang luôn, nó set up y chang, các bạn có thể bao lại để các bạn set up y chang vậy ha. Rồi ở đây mình sẽ set up luôn cái drop shadow, các bạn tích vào đây, bấm vô đây đó, nó sẽ có một cái số nó nhìn nó đẹp hơn. Rồi sau đó chúng ta bấm ok, đây tôi để không thử coi cái bóng nó đẹp không, rồi để 90 nè, cũng được. Rồi tôi bấm ok, bấm cần tinh không, rồi đó là xong cái cách chúng ta tạo các bạn ha, nhìn nó hợp lý, nói chung nhìn là mình cảm thấy là ok là mình dừng. Còn ví dụ thậm chí cái này mình có thể chỉnh cọ nhỏ hơn xíu, nãy tôi để là 40 mấy đó thì mình chỉnh dụ như ba mấy thôi cũng được. Nhưng mà đây là cái công cụ và cái phương pháp tôi demo lại cho các bạn ôn tập nha. Rồi cảm ơn các bạn, chào các bạn nha.